trọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Sao trái thanh long nhà bác lại to như này ạ? Đây, bí quyết của tôi đây. Trong thú chơi gà chọi, từ xưa đến nay, dân gian vẫn truyền tay nhau về cuốn Kinh Kê Diễn Nghĩa, đề cập đến cách tuyển chọn thần kê, tinh thần thượng võ trong thú chơi gà chọi. Trong Kinh Kê có viết: bất câu đen xám ó vàng, một mình năm sắc rõ ràng kinh gan, lông đuôi mà có mặt trăng, mã dài tới gối thật là tướng linh. Thuần văn thuần võ làm sao, văn pha võ lộn đường nào chỉ cho. Ai cũng muốn luyện được thần kê bách chiến bách thắng, và người sở hữu được thần kê chính là người giỏi nhất. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn. Chính bởi tính chất đối kháng, ganh đua mà thú chơi gà chọi đã trường tồn theo năm tháng, làm say mê biết bao thế hệ. Mời quý vị cùng tìm hiểu về thú chơi gà chọi, một trong những thú chơi dân gian truyền thống lâu đời nhất của người dân Việt Nam trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, Cali Phú Mỹ đã đồng hành cùng chương trình. Lá bưởi, lá tre hay vỏ bưởi? Với nhiều người, đây chỉ là những phế phụ phẩm nông nghiệp, bán không ai mua, mà cho chưa chắc đã có người lấy. Thế nhưng với anh Trung, đây lại là những vị thuốc quý dành riêng cho việc om gà chọi mỗi ngày. Những nguyên liệu này được anh nấu cùng với những vị thuốc dân gian, trở thành một thần dược cho gà chọi. Vâng, thưa quý vị khán giả, chỉ cần nhìn qua những nguyên vật liệu như thế này thôi thì chúng ta đã biết là việc chăm sóc một chú gà chọi không hề đơn giản một chút nào. Và bên cạnh Huy Hoàng lúc này đây là anh Trung, một người chơi gà chọi cũng khá là lâu năm tại Hà Nội. Thì bây giờ anh Trung sẽ giới thiệu cho chúng ta là với những nguyên vật liệu như thế này thì chúng ta sử dụng để làm cái gì và giúp ích cho những chú gà chọi như thế nào. Trong cái thú chơi gà chọi của anh em thì cái việc om chườm con gà chọi là một cái điều rất quan trọng đối với con gà chọi trước khi mà nó có thể đi ra ngoài để giao lưu hoặc là đi vần vò chiến đấu với anh em. Thì cái nguyên vật liệu của mình mà mình thường hay sử dụng nhất để dùng, rất nhiều anh em có những các nguồn nguyên liệu khác nhau, mỗi nơi mỗi khác, thế nhưng riêng mình thì mình dùng chủ yếu vẫn là nhất là xả, thứ nhất là ngải cứu. Ngải cứu thì phải dùng ngải cứu thật già, đặc biệt là những ngải cứu mà nó ra hoa như thế này thì càng tốt, thì càng ngải cứu già thì càng tốt, thì cái nhựa của cái ngải cứu này nó sẽ rất là nhiều và ra khi mà mình om mình vào một cái nồi nước nóng như thế này thì nó sẽ ra rất là nhiều nhựa và nó như là một dạng cao để cho khi mà mình om con gà thì nó sẽ được dai ra, đỏ ra và nó sẽ có sức chịu đựng tải đòn rất là tốt. Cái nguyên liệu của mình nhất là cái lá tre mà lại phải là tre ta, nó mới tốt và có tính chất là xông cho con gà, nó cảm giác như mình là đi massage xông hơi các thứ đấy, con gà nó sẽ rất là tự nhiên và thoải mái. Còn đây là lá ổi, một thành phần cũng không thể thiếu được trong om gà. Đây là lá bưởi và đinh lăng. Đấy, cái này cũng rất là quan trọng trong om gà, đinh lăng. Còn những vị thuốc đông y. Đấy, đinh lăng, và đây là xả. Đây là xả. Quan trọng bậc nhất trong chơi gà chọi đó là nghệ. Nó là nghệ vàng, nghệ ta. Đấy, đặc biệt nhất trong gà chọi, nó sẽ làm thứ nhất là màu con gà chọi lên rất là đẹp. Thứ hai là nó sẽ làm tiêu hao mỡ trong con gà. Những cái mỡ dư thì khi con gà nó hết những cái mỡ ở đấy thì nó chỉ còn cơ bắp săn chắc và nó sẽ ra trường và nó khỏe. Anh Trung cho biết, việc om gà dưỡng gà sau trận chỉ là một trong rất nhiều những kinh nghiệm để có thể luyện được một chiến kê. Không phải ngẫu nhiên, chỉ riêng về việc tuyển chọn gà, trong Kinh Kê Diễn Nghĩa có tới cả 100 câu thơ. Đã thông phép vảy phép lông, lại dạy một cách cho thông lựa gà. Thắng thua là bởi tại ta, gà hay thất cách ấy là phải thua. Hiệp cách giàu mấy cũng mua,
thất cách dù có mang cho không màng. Bất cầu ô tía xám vàng, hãy xem cho kỹ lườn ngang lườn tàu. Học từ kinh kê diễn nghĩa, học từ bạn bè, học từ thực tiễn. Sau nhiều năm chơi gà, anh Trung cũng có cho mình những chiến kê tiềm năng. Vâng, theo những chia sẻ của anh Trung thì hiện tại thì anh Trung đang sở hữu hàng trăm con gà trọi, từ gà tơ cho đến những con gà chiến. Và ngay bây giờ thì anh Trung sẽ giới thiệu tới một chút tới quý vị khán giả là xem là mô hình hiện tại ở đây thì có những chú gà nào mà anh Trung thực sự tâm đắc. Đây có phải một cái chú gà mà anh Trung ban nãy chia sẻ với em là một cái chú gà mà anh Trung rất là tâm đắc đúng không? Con gà này của anh hiện tại bây giờ ở trại anh là anh đang thích nhất con gà này. Trong giới gà trọi của mình thì con gà này nó sẽ gọi là một con gà miếng dưới. Miếng dưới. Miếng dưới, nó là con gà, một con gà miếng dưới. Có nghĩa là nó sẽ chỉ chạy quanh ở dưới và khi có cơ hội nó lên nó sẽ đánh người ta. Em hiểu nôm na giống kiểu ví dụ đá bóng thì là kiểu phòng ngự phản công à? Đúng rồi, đúng như vậy, nó sẽ là một lối đá như vậy. Đấy, phòng ngự chặt phản công nhanh, giành chiến thắng. Nhưng mà nhiều người thì em mới thấy rằng người ta thích cái con gà nào mà có cái lối đánh nó áp đảo một tí. Nhưng mà ví dụ như anh Trung thì lại thích những cái con mà nó hơi chiến thuật một chút như thế à? Thật ra thì mình thì như bây giờ mình chơi gà thì gọi là cứ gà hay thì là mình chơi thôi. Đấy, những con gà có những tìm được những con gà mà miếng dưới bây giờ thì nó lại rất là khó. Mẫu tiền đạo bây giờ thì lại rất là nhiều. Mẫu tấn công thì rất nhiều, nhưng mà mẫu mà phòng ngự phản công thì bây giờ cực kỳ hiếm trong giới gà trọi. Nguồn giống gà bố mẹ rất quan trọng trong việc tuyển chọn gà chiến. Theo anh Trung, nhiều người nghĩ rằng để chọn lựa gà chiến tiềm năng thì nguồn gen gà bố là yếu tố chủ đạo. Thế nhưng không phải. Dân gian vẫn truyền tai nhau, chó giống cha, gà giống mẹ. Trong thú chơi gà trọi thì nguồn gen gà mẹ đóng vai trò quyết định đến tương lai của một chiến kê. Bởi vậy trong thú chơi gà, nhiều người cho rằng quan trọng nhất là gà mái tông. Gà mái thường không bán, mà chỉ thường được biếu tặng cho những người thân quen để duy trì nòi giống và giữ giống tông. Và bố mẹ thì người ta sẽ cũng sẽ tuyển chọn là những bố thì là những con gà mà nó gọi là xuất sắc về chân đòn rồi lối đá rồi ăn tải các thứ, mà nó trải qua nhiều chiến trường lớn rồi thì bây giờ người chơi người đúc người ta sẽ chọn những con gà bố như vậy. Và mái thì mái sẽ dòng là dòng mái của họ hoặc là những cái dòng mái anh em sưu tầm trong khi chơi. Đấy, có những con mái người ta chơi gà người ta lại quan trọng nhất là khi đúc gà là chó giống cha gà giống mẹ, thế nên thành ra là con mái là con gà rất quan trọng. Thậm chí còn quan trọng hơn cả con gà bố. Đấy, có nghĩa là con nó phải là dòng gà mái hay. Đấy, thì thế nên khi mà mình đi mua gà của anh em, có thể gà trống người ta bán hết, nhưng mà riêng gà mái người ta lại không bao giờ bán. Đấy, người ta không bao giờ bán gà mái ra ngoài. Anh Trung chia sẻ, nếu đến với thú chơi chỉ vì thắng và thua thì khó có thể lâu bền. Thế nhưng khi chúng ta chơi thoáng, hiểu sâu thì lúc nào người chơi cũng là người giành chiến thắng. Giống như những câu thơ trong kinh kê diễn nghĩa: phép gà có biết có tường, thắng thua khôn dạy rõ ràng tại ta. Phần cho rõ hết con gà, chi kỷ chi bỉ mới là đặc an. Tùy trong sách bảo rõ ràng, binh thì chấp pháp, y thì chấp phương. Cứ theo nhu nhược thời thường, ai mà nóng nảy can thường ắt thua. Chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Sao cái thanh long nhà bác lại to như này ạ? Đây, bí quyết của tôi đây. Đậm là tình yêu, đậm là sống cho